cả. Thì chưa bao giờ nhìn đến lắc như này, xong húi này. Đến từ lớp nào vậy Béo? Em đến K59. Béo đến từ K59 đó. Đây là nhân vật nào vậy? Đây là búp bê của Annabelle ạ. Búp bê. Tức là tí nữa Annabelle sẽ bế con này đúng không? Em là ai? Nói tao có sớm ấy. Em là Cương Thi. Kinh Thi. Lắc lắc nói gì trước giờ thi là lắc? Lắc nó cảm thấy rất là run. Hồi hộp sao? Tất nhiên rồi. Buồn rủn không nói nên lời. Ý tưởng này bọn em từ cả lớp ạ. Từng cả lớp và bọn em tự đi mua những đồ đơn giản để trang điểm. Bây giờ ấy, thì bạn có thể cho mình một cái diễn xuất nào đó là nó đậm chất Annabelle được không? Cười. Cười đi, cười như con hắm đi kìa. Rất là cảm ơn Béo. Đây. Ai là người tạo hình cho em hôm nay? Cô Hoa, Frau Hoa, cô là chủ nhiệm lớp của em, K58. Em có điều gì nhắn nhủ với cô, với các bạn và mọi người với cái tạo hình này không nhỉ? Em sẽ cố gắng giành giải để không phụ lòng cô đã make up cho em. Em có một vài cái diễn xuất nào để thể hiện hết cái gọi là vụ cái gì nhỉ? Cái gì thi nhỉ? Ừ đúng rồi, là em diễn xuất nào. 1 2 3 nhìn ống kính. Nó đứng lên nó đi bây giờ. Thôi chạy. Cô về, đáng yêu tí em ơi, chú mở nào. Thì chào cô Hoa. Cô có thể nói gì về các nhân vật ngày hôm nay không? Tôi cảm thấy hôm nay là một cái trường đua rất là gay cấn vì chúng ta có rất là nhiều các cái nhân vật nổi tiếng Halloween, ví dụ như là Valak hay là Annabelle hay là bé Cương Thi, rất là hot hết ở trên mạng. Rất cảm ơn cô. Em thì em khá ấn tượng với Valak 6 múi. Annabelle 60 cân. Rất là mong chờ màn biểu diễn của Valak 6 múi đây, vì tạo hình của anh ta trông rất là chính xác. Đáng lẽ là nhà làm phim Hollywood ấy phải mời anh ta The Confusing Crowd of Fear gì đấy, phải mời anh ta diễn tiếp phần còn lại của Valak. Valak. Lần đầu tiên chị nhìn thấy. Quay lại đi, tôi có kịch bản. Ok, giờ vào trong mũi cái rồi nói chuyện tiếp.